bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. A ma phan tê dạ xin vơ. Sa thú lành thay, con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung varutamang. Bhutte yo khalito do so bhutto khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha duy thang varang. Tam me yo khalito do so tham mo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang gang cha du vi tho tamang. Sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cùng lãnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Mangalang rakhan tu sapa de wa ta sapa putta hai nu pa we na sada so thi pa wan tu te pa wa tu sapa mangalang rakhan tu sapa de wa ta sapa thamma nu pa we na sada so thi pa wan tu te pa wa tu sapa mangalang rakhan tu sapa de wa ta sapa sangka hai nu pa we na sada so thi và quan tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. So a tha la tho su vi tổ bồ tát nô bồ tát sa sa ne a ro go su vi tổ hồi sa ha sa bế nhà thi phi sa tha la tham Sư Phật Tạo Bồ Tát Na Ha Bồ Tát Sa Sa Ne A Ro Ga Sư Phật Tạo Hồi Sa Sa Bế Nha Thiết Bị Tề A Tha La Tha Sư Phật Tạo Bồ Tát Na Ha Bồ Tát Sa Sa Ne A Ro Ga Sư Phật Tạo Hồ Tha Sa Sa Bế Hị Nha Thiết Bị Cầu Mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui mình và những người quen thay. Sa thu lành thay, dạ con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi kusala kam mang ka ta bang kiri yang mama ka ye na wacha manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye cha sata asanino katang punya palang mai hang sabbe phagi phawan tute ye tang katang suwidi tang din nang punya palang Maya ye chata thana cha nam ti de wa gan toa ni we da yung
sape lo cam hiye sata chi wan ta ha ra he tu ka manu nyang pho cha nang sape la phan tu mama che tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đầu lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy tỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Idan no nya tinang ho tu sukhita hon tu nya tayo. Idan watame punyang asawakhayo wahang ho tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu niddukha hontu abhyapaccha hontu anika hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti hisamicchantu sukhi attanang pariharantu dukha patta chani dukha paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin được kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy giá, và bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Con kính dâng bích lại cho sư để bắt đầu chương trình học sáng nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sằng Thầy Dạ. Quý vị nghe âm thanh vừa phải hay là lớn? Alo. Máy hôm nay bị trục trặc kỹ thuật, bây giờ cũng không được ổn lắm, nhưng mà cố gắng ha. Như vậy cũng tạm ổn ha. Trước tiên kính lễ chư tôn Trần Đức Lăng, trong những nét nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 63. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bút thô ma hê si á ra hằng tất thà gá tô lô phút tâm mô sắp bá gá lô hí chệt thác bồ lô cá sá sá thà chá lá đầm má phù quý đồ quần đà má hành tầng ná ra phù chá này giác cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng vô chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bà rì bồ vi yá tá sá sá thú nô lô cà nó mần thá sá quý nà thá rô cô sá bà nhu bút thóc bà tí phù tí sành nhá tô quần đà má hành tầng đá rá phù. Cái này giác cần. Pháp bảo vi yá tàn như la xoay sáng vẹt màn vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đầy dân Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường.
sang khô quý số thô số ất tá sa sa quốc vô sức khà số ca mô quốc ất thầm mất sức khà cô niên đà bất sân sa đi a na đá rù quá rù quanh đà mất hành tầng đá ra phù cái này giác cần tăng bảo thanh văn bậc đà tâm một mong rõ đêm mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thiểu pháp phàm nhân ai bì con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Đa tạng ách ta gia tê chê na sít pha mê ê tu quá tha nàng ta sa nu qua quê na sa hạ sa dê na sa chạch tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Quý vị thấy rõ bài học ha. Câu Phật ngôn 63. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Yo ba lo man nhá tí ban yang. Yo ba lo man nhát ban yang yo ba lo man nhát ban yang. Rồi bây giờ qua câu số 2 ha. Ban đi tô qua bi tê na so ban đi tô qua bi tê na so ban đi tô qua bi tê na so. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Yo ba lo man nhá tí ban yang ban đi tô qua bi tê na so. Yo ba lo man nhá tí ban yang ban đi tô qua bi tê na so. Yo ba lo man nhá tí ban yang ban đi tô qua bi tê na so. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4 ha. Ba lô chắc bành đi tắc ma ni. Ba lô chắc bành đi tắc ma ni. Ba lô chắc bành đi tắc ma ni. Và câu cuối cùng. Sa quê ba lô tí vô cha tí. Sa huệ ba lô tí vô cha tí. Sa huệ ba lô tí vô cha tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn hai câu sau. Ba lô cha bành đi tắp ma ni. Sa huệ ba lô tí vô cha tí. Ba lô cha bành đi tắp ma ni. Sa huệ ba lô tí vô cha tí. Ba lô cha bành đi tắp ma ni. Sa huệ ba lô tí vô cha tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài ha. Yo ba lô man nhá tí ban yang ban đi tô qua bi tê na so. Ba lô cha bành đi tắp ma ni. Sa huệ ba lô tí vô cha tí. Yo ba lô man nhá tí ban yang ban đi tô qua bi tê na so. Ba lô cha bành đi tắp ma ni. Sa huệ ba lô tí vô cha tí. Đọc thêm lần nữa ha. Yo ba lô man nhá tí ban yang ban đi tô qua bi tê na so. Ba lô cha bành đi tắp ma ni. Sa huệ ba lô tí vô cha tí. Trong kinh chúng ta còn một giọng đọc nữa cho nên là cuối câu số 2 chúng ta dừng. Yo ba lô man nhá tí ban yang ban đi tô qua bi tê na so. Ba lô cha bành đi tắp ma ni. Sa huệ ba lô tí vô cha tí.
Yo ba lo man nhát ban yang ban đi tô wa bi tê na so ba lo cha ban đắc ban đi tắc ma ni sa quê ba lo chi vô cha ti. Như vậy thì trên dòng kinh chúng ta có hai dòng đọc ha. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi là chi ngu. Rồi bây giờ qua giọng kể ha. Vô ba lô manh nhà ti ban dặn bành vô qua bi tê na sô ba lô cha ban đi tâm ma ni sao quê ba lô ti vun cha tìm vô ba lô man nhà ti ban yang ban đi tô quá bi tê na sô ba lô cha ban đi tâm ma ni sao quê ba lô ti vun cha tìm. Thêm lần nữa ha. Vô ba lô mạnh nhà ti ban dặn bành đi tô quá bị tê na sô ba lô cha bánh đi tâm ma ni sao quê ba lô ti vun cha tìm. Một câu tám từ. Chúng ta chia ra làm hai ha, và cố gắng đọc một lần hai câu để nương nhau cái giọng lên và giọng xuống. Rồi xin mời Sít Mê Ta, Sít Kim, Sít Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, trước hết kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, còn kính đảnh lễ ngài Trị Đức cùng chùa Tân Đức, quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc câu pháp cú số 63. Yo ba lo man nhát ti ban yang ban di to wa bi te na so ba lo cha ban di ta ma ni sa we ba lo ti wut cha ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo ba lo là ba trường âm thông thường, man trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tí đoạn âm, ban ban trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban trường âm nhấn, đi đoạn âm,
tô qua là hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, xô trường âm thông thường, vô ba lô manh nhát tí bành văn bành đi tô qua bí tê ná xô. Và con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ba lô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, bành trường âm nhấn, đi tá hai đoạn âm, ma ni hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quê ba lô ba trường âm thông thường. Và con xin sám hối. Tí đoạn âm, út trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Dạ con xin sám hối là mấy hôm nay thì con bị ho. Dạ con xin đọc lại câu 3 và câu 4. Ba lô cha bành đi ta ma ni xa quê ba lô đi vút cha tí. Dạ con xin đọc lại hết bài. Vô ba lô manh nhát tí bàn văn bành đi tô qua bí tê na xô. Ba lô cha bành đi ta ma ni xa quê ba lô tí vút cha tí. Vô ba lô manh nhát tí bàn văn bành đi tô qua bí tê na xô. Ba lô cha bành đi ta ma ni xa quê ba lô tí vút cha tí. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người văn bành đi tô quá bi tê na sô. Ba lô cha bành đi ta ma ni xa quê ba lô tì vụt cha tì. Và con đã đọc xong và kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư nghỉ một bữa, cái máy của sư, cái nó mắc dịch đó sư, cái sư ốp một bữa, cái sư ăn gian, sư không có dạy câu 62, cái thu nhảy qua câu 63, không ai dám nói gì trơn, sư là vua mà. Rồi bữa nay cái con thấy câu đọc, sư đọc câu số 63 tới câu số 3, ba lô rồi cái sư xuống giọng, ba lô cha phần đi ta ma ni, ba lô cha phần đi ta ma ni. Nghe ngộ thất kinh luôn ý sư. Nhưng mà không sao, vô thường mà sư, khi dạy sư khác phải không sư, còn biết mà. Không sao, còn sao nghe cũng được hết trơn á. Bây giờ con xin trả bài câu 63. Chắc sư đang vật lộn với cái máy mắc dịch của sư chứ gì. Con thấy sư cầm máy và sư vẫn giữ lập trường, sư không chịu trả máy. Cô Mít Đà phải nói sư vẫn còn giữ máy, rồi mấy người kia nói sư chưa thả mít. Chèn bét ơi trời ơi, sư bận rộn gì dữ sư. Không biết máy mắc dịch hay cái gì cũng biết nữa. Hôm qua cái sư không xuất hiện, sư bỏ tụi con, giống như con không biết sư bao giờ. Giờ này sư ở đâu? Biên Hòa, Thủ Đức, Lê Cu, Công Tung, những biết đâu. Sư bỏ tụi con ở dưới chợ bơ vơ không biết làm gì hết. Nhưng mà cũng xong một ngày đó sư. Cho dù có ăn không ăn, có sống không sống, có học không học, thì cái ngày cũng phải trôi qua thôi. Sao sư hôm nay ông nói bà Tám đọc mau đi. Không ai, sư mắc vật lộn với cái máy mắc dịch của sư rồi. Sư mua cái máy mới đi sư ơi. Thôi giờ con xin trả bài đó. Để sư hồi sư cho con nhưng. Con thì thích nhưng dữ lắm, không có sợ tí nào hết.
Trời ơi, chắc ổng ngồi ổng nghe, ổng ghét tôi lắm á. Thế nào ổng cũng chuẩn bị cho tôi một trận đó quý vị, không sao đâu. Chuyện nhỏ như con thỏ, như cái giỏ luôn. Bây giờ trả bài nha. Sư, con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 63, Sư An Giang câu số 62. Sư chưa giải gì ráo trội trơn á. Thôi tiền đâu mà mua, mua 10 cái cũng có nơi. Sư hé lên cái thiếu cúng dường, tại giữ cái máy cũ thôi, mua máy mới cũng bị ăn tan cắp thôi à. À, chó còn bị ăn cắp nữa. Thôi giờ con trả bài đi. Sư đưa cái hình con gì ta, con gì giống như con thỏ, mẫn thỏ màu xanh đeo cái túi gì. Thôi sư, con cúng dường sư trái cây với nước nhiều lắm. Sư từ từ sư thưởng thức tưởng tượng nghe sư. Thôi con trả bài cho xong, con còn chuyện khác dễ làm nữa. Thôi con xin trả bài. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 66633. Yo ba lo man nhá tí bàn dần bành tí tô và tí tề ná sô ba lo cháu phành tí tá mà nì xá huệ ba lo tí vúc chá tí. Yo ba lo man nhá tí bàn dần bành tí tô và tí tề ná sô ba lo cháu phành tí tá mà nì xá huệ bà hồ tí vút giá tí. Hồi nãy đi con nhớ sư xuống giọng chỗ câu số 3, để con đọc lần lần xuống giọng câu số 3 có giống sư không ạ? Chắc chắn không giống rồi. Vô bà lô mạnh nhá tí bàn dần bành đi tô hòa phí tề ná sô bà lô cho phần tí tá mà nì xá huề bà lô tí vút giá tí. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Vô ba lô, ba trường âm thông thường, manh trường âm ngắn, nhá tí hai đoạn âm, bàn trường âm ngắn, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, bành trường âm ngắn, đí đoạn âm, tô qua hai trường âm thông thường, đí đoạn âm, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, xô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4, và phân tích câu 3, câu 4. Vô ba lô manh nhá tí bàn dần bành đi tô hòa phí tề ná sô ba lô cháu phành đi tá mà nì xá huề ba lô tí vút chá tí. Phân tích câu số 3. Ba lô nghe quen quen, người ta nói mấy Việt kiều ba lô Tây gì cũng biết nữa. Ba lô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, bành trường âm ngắn, đí tá hai đoạn âm, mà ni hai trường âm thông thường. Phân tích câu cúng cùi hai câu cuối cùng. Xá đoạn âm, quê ba lô ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, vút trường âm ngắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ca kệ chứ không phải ca hậu quản đâu nha. Ba lô cha phành đi ta mà ni sa huệ ba lô ti vút cha ti. Vô ba lô mạnh nhá ti bàn dần bành đi tô hòa phí tề ná sô. Ba lô cha phành đi ta mà ni sa huệ ba lô ti vút cha ti. Vô ba lô mạnh nhá ti bàn dần bành đi tô hòa phí tề ná sô. Ba lô cha phành đi ta mà ni sa huệ ba lô ti vút cha ti. Vô ba lô mạnh nhá ti bàn dần bành đi tô hòa phí tề ná sô. Ba lô cha phành đi ta mà ni sa huệ ba lô ti vút cha ti. Vô ba lô mạnh nhá ti bàn dần bàn đi tô hòa phí tề ná sô. Ba lô cha phành đi ta mà ni sa huệ ba lô ti vút cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật sướng gọi trí ngu. Con nghe sư sáng viên nói chữ trí ngu, nó vừa ngu mà bị ngứa nó, tại cái đầu có trí đó, chắc ông này cái ngứa dữ lắm. Con xin trả máy lại. Sư con có cái nhân nào không sư? Sư cho con biết con có sai gì không? Con sai gì có nghĩa là con nói nhân nó, chứ không phải bánh có nhân gì đâu. Sư đừng có quẹo qua quẹo lại. Quý vị thấy tôi có sai điều gì không quý vị? Quý vị cho biết nhân nha. Ôi, một người cho vỗ tay vỗ chân, hai người, ba người, có ba người vỗ tay chân.
ơn quý vị nha. Chúc quý vị được an vui. Mời như cô Hồng Thị Kim Nhung ạ. Bà. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính chào các anh chị. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 63. Yo ba lo manh nha ti bàn giang bàn đi tô qua bi tê na so ba lo cha bàn đi ta ma ni sa quê ba lo ti vô cha ti. Yo ba lo manh nha ti bàn giang bàn đi tô qua bi tê na so ba lô cha bàn đi ta ma ni sa quê ba lô ti vô cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin dịch câu 1, câu 2 ạ. Yo ba lô là ba trường âm thông thường. Manh là trường âm nhấn. Ná, nhá, tí là hai đoạn âm. Ban là trường âm nhấn, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô qua là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Yo ba lô manh nha ti bàn giang bàn đi tô qua bí tê na sô. Câu 3 và câu 4 ạ. Ba lô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí, tá là hai đoạn âm, ma, ni là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, ba lô là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vốc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Ba lô cha bàn đi ta ma ni sa quê ba lô ti vúc cha tí. Yo ba lo manh nha ti bàn giang bàn đi tô qua bi tê na so ba lo cha bàn đi ta ma ni sa quê ba lo ti vô cha ti. Yo ba lo manh nha ti bàn giang bàn đi tô qua bi tê na so ba lo cha bàn đi ta ma ni sa quê ba lô tì vúc cha tì. Yo ba lô manh nha tì bàn giang bàn đi tô qua bi tê na so ba lô cha bàn đi ta ma ni sa quê ba lô tì vúc cha tì. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và kệ xong. Con kính tri ân sư. Dạ, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con xin xuống mic. Kính cảm ơn đạo tràng. Thân mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 63. Yo ba lô manh nha ti ban giang ban đi tô qua pi tê na so ba lô cha ban đi ta ma ni sa quê ba lô ti vút cha ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo ba lô ba trường âm thông thường, manh trường âm nhấn, nhá, tí hai đoạn âm, ban trường âm nhấn, giang trường âm đọc cao giọng nguyên âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô qua hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, xô trường âm thông thường,
Yo ba lo manh nha ti ban giang banh đi tô qua bi tê na sô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ba lô, hai trường âm thông thường. Chá, đoạn âm. Banh, trường âm nhấn. Đí, tá, hai đoạn âm. Ma, ni, hai trường âm thông thường. Xá, đoạn âm. Quê, ba lô, ba trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Phúc, trường âm nhấn. Chá, tí, hai đoạn âm. Ba lô cha banh đi ta ma ni sa quê ba lô ti phút cha ti. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 63. Yo ba lô manh nha ti ban giang banh đi tô qua bi tê na sô. Ba lô cha banh đi ta ma ni sa quê ba lô ti phút cha ti. Yo ba lô manh nhà ti ban giang banh đi tô qua bi tê na sô. Ba lô cha banh đi ta ma ni sa quê ba lô ti vút cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Dạ, con đã đọc xong và phân tích xong. Con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Kính lễ Chư Tăng, quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn Thiên Vũ đã cho biết tín hiệu âm thanh nhỏ. Cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 63. Yo ba lo manh nha ti ban giang ban đi tô wa pi tê na so. Ba lo cha ban đi ta ma ni sa huê ba lo ti vút cha ti. Yo ba lo manh nha ti ban giang ban đi tô wa pi tê na so. Ba lo cha ban đi ta ma ni sa huê ba lo ti vút cha ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo ba lo manh nha ti ban giang pan di to wa pi te na so. Yo ba lo, ba trường âm thông thường. Manh, trường âm nhấn. Nhá, tí, hai đoạn âm. Ba, trường âm thông, ban, trường âm thông thường. Giang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pan, trường âm nhấn. Đí, đoạn âm. Tô, qua, hai trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Tê, trường âm thông thường. Ná, đoạn âm. Xô, trường âm thông thường. Yô, ba, lô, manh, nhá, ti, ban, giang, pan, đi, tô, qua, pi, tê, ná, xô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ba, lô, cha, pan, đi, ta, ma, ni, sa, quê, ba, lô, ti, vút, cha, ti. Ba, lô, hai trường âm thông thường. Chá, đoạn âm. Văn, trường âm nhấn. Đí, tá, hai đoạn âm. Ma, ni, hai trường âm thông thường. Xá, đoạn âm. Quê, ba lô, ba trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Vút, trường âm nhấn. Chá, tí, hai đoạn âm. Ba lô, chá, pan, đi, tá, ma, ni, xá, quê. Ba lô, tí, vút, chá, tí. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 63. Yo ba lo manh nha ti ban giang pan di to wa pi te na so. Ba lo cha pan di ta ma ni sa we ba lo cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, Phật xứng gọi trí ngu. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ. Yo ba lo manh nha ti ban giang pan di to wa pi te na so. Ba lo cha pan di ta ma ni sa we ba lo ti vu cha ti. Yo ba lo manh nha ti ban giang pan di to wa pi te na so. Ba lo cha pan di ta ma ni sa we ba lo
ti vun cha ti. Dạ con đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ con kính tri ân sư trí đức. À, cảm ơn sư đã post bài. Con xin xuống mic ạ, xin nhường cho vị kế tiếp. Dạ con kính lễ Tam Bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 63. Yo ba lo manh nha ti ban yang ban di to wa pi te na so ba lo cha ban di ta ma ni wa sa we ba lo ti bok cha ti. Yo ba lo manh nha ti ban yang ban di to wa pi te na so ba lo cha ban di ta ma ni sa we ba lo ti bok cha ti. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Yo ba lo manh nha ti ban yang ban di to wa pi te na so. Yo ba lo là ba trường âm thông thường ạ. Manh là trường âm nhấn, nhá tí là hai đoạn âm, ban là trường âm nhấn, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Ban là trường âm nhấn, đí là trường đoạn âm, tô là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xô là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại câu 1, câu 2 và con phân tích câu 3, câu 4. Yo ba lo manh nha ti ban ba lo qua na so ba lo cha ban di ta ma ni sa we ba lo ti vok cha ti. Ba lô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, pan là trường âm nhấn, đí tá là hai đoạn âm, ma ni là hai trường âm thông thường ạ. Xá là đoạn âm, quê ba nô lô là ba trường âm thông thường, tí là đoạn âm, phúc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm ạ. Con xin đọc lại bài. Yo ba lô manh nha ti ban yang ban di to wa pi te na so. Ba lo cha ban di ta ma ni wa sa we ba lo ti phúc cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Con xin kể ạ. Ba lo manh nha ti ban giang ban di to wa pi te na so. Ba lo cha ban di ta ma ni sa we ba lo ti vuk cha ti. Dạ con đã đọc và kể xong ạ. Nếu con có sai, con xin sư và quý đạo hữu sửa cho con. Con xin xuống mic và con xin mời bạn kế tiếp ạ. Con lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngày Chí Đức, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Yo ba lo manh nha ti ban ya lan yang ban di to wa pi te na so ba lo cha ban di ta ma ni sa we ba lo ti wut cha ti. Con phân
tích câu 1 và 2. Yo ba lo man nhát ti ban lai yang ban đi tô wa bi tê na so. Ban trường âm thông thường dân trường âm nhấn ban trường âm nhấn đi thổn âm tô trường âm thông thường qua trường âm thông thường đi đoạn âm tê trường âm thông thường ná đoạn âm xô trường âm thông thường yo ba lo man nhất tí ban la yang ban đi tô wa pi tê na su. Câu 3 và 4. Ba lo cha ban đi ta ma ni sa we ba lo ti u cha tí ba trường âm thông thường tí đoạn âm bút trường âm nhấn chá tí hai đoạn âm yo ba lo man nhất tí ban là dặn ban đi tô wa pi tê na su ba lo chá ban đi ta ma ni sa we ba lo tí bút chá tí người ngu nghĩ mình ngu nhờ vậy thành có trí người ngu tưởng có trí thật xứng gọi trí ngu của hòa thượng Thích Minh Châu. Yo ba lo man nhà thi ban la yang ban đi tô quá thì thế na so ba lo cha ban đi ta ma ni sa we thì ba lô thì quân cha thì dạ thưa con đã đọc xong à, con xin ngài sửa dịch cho con hôm nay con phân tích chữ ban rằng con chưa có được tự tin à, con kính tri ân ngài và con kính tri ân đạo tràng con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Là con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang và con kính lễ quý sư trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 63. Yo ba lo man nha ti ban yang ban di to wa bi te na so ba lo cha ban di ta ma ni sa que ba lo ti phúc cha ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo ba lo man nha ti ban yang ban di to wa bi te na so. Yo ba lo là ba trường âm thông thường, man là trường âm nhấn, nhá tí là hai đoạn âm, ban là trường âm nhấn, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm ban. Con xin sám hối ạ. Ban là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ban là trường âm nhấn, đí tô qua là đí là đoạn âm, tô qua là ba hai trường âm. Bí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Dạ, con xin sám hối, con xin phân tích lại ạ. Yo ba lo man nha ti ban yang ban đi tô qua bi tê na so.
Yo ba lô là ba trường âm thông thường, manh là trường âm nhấn, nhá tí là hai đoạn âm, ban là trường âm nhấn, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô qua là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, ná đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Ba lô cha bàn đi ta ma ni sa quê ba lô ti vúc cha ti. Ba lô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, băn là trường âm nhấn, đí tá là hai đoạn âm, ma ni là hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quê là trường âm thông thường. Ba lô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vúc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Yo ba lô manh nha ti bàn giang bàn đi tô qua bi tê na sô. Ba lô cha bàn đi ta ma ni sa quê ba lô ti vúc cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Dạ con xin kệ ạ. Dù ba lô manh nhà ti ban trăng, bần đi tô qua bì tê na xô. Ba lô cha ban đi ta ma ni, xa quê ba lô tì vúc cha ti. Dù ba lô manh nhà ti ban giăng, ban ti tô qua bì tê na sô. Ba lô cha ban đi ta ma ni, đi ta ma ni, xa quê ba lô tỷ phúc cha tỷ. Dạ con đã đọc và kệ và có phân tích, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ con ngồi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Dạ con kính đảnh lễ cô Phúc Hạnh, con kính lễ cô Tùy Duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin đọc và phân tích bài học hôm nay là câu cú số 63. Yo ba lo man na ti ba yang ban di to wa bi te na so. Ba lo cha ban di ta ma ni sa we ba lo ti wut cha ti. Yo ba lo man nya ti ba yang ban di to wa bi te na so. Ba lo cha ban di ta ma ni sa we ba lo ti wut cha ti. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo là trường âm thông, yo ba lô là ba trường âm thông thường, mà trường âm nhấn nhá tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Ba lô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, đí là đí tá là hai đoạn âm, ma đi là hai trường âm thông thường. Và câu số 4. Xá là đoạn âm, quê, ba lô là ba trường âm thông thường, tí là đoạn âm, út là trường âm nhấn, cha tí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại. Yo ba lô man nha ti ba yang pan di to wa bi te na so.
ba lô cha bần đi ta mà ni sa quê ba lô ti vút cha ti yo ba lô man nha ti ba yang bần đi tô wa bi tê na so ba lô cha bần đi ta mà ni sa quê ba lô ti vút cha ti. Con xin tề yo ba lo man nya ti ba yang ban di to wa bi te na so ba lo cha ban di ta ma ni sa we ba lo ti wu cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Đó là bản dịch chuyển ngữ chủ đề của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc và phân tích xong. Con có sai mong Ngài và quý sư và quý đạo hữu trong đạo tràng chỉ sửa lại giùm con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Giờ con mời bàn tay từ chiếc lá mùa xuân ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin đảnh lễ sư pháp trang, con xin kính chào quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 63. Dô ba lô mình nhát tí bà bàn dân bàn đi tù quả bí tê ná sô ba lô cha bần đi tâm mà ni dạ con xin đọc lại, con đọc tùm lum hết. Vô ba lô mình nhá tí bàn dần bần đi tô hòa bi tề ná sô ba lô cha bần đi tâm mà ni sa huệ ba lô tí út cha tí vô ba lô mình tí bằng dần bằng đi tù và bí tề ná sô vô ba lô là ba trường âm thông thường, mình trường âm nhấn, nhã tí hai đoạn âm, bằng trường âm nhấn, dần trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bằng trường âm nhấn, đí đoạn âm, tù và hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, sô trường âm thông thường. Con xin đọc lại hai câu này. Vô ba lô mình nhá tí bàn dân bàn đi tù và bí tề ná sô. Con xin phân tích câu 3 cho 4. Ba lô cha bàn đi ta ma ni xa quê ba lô tí bút cha tí. Ba lô là hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, bàn trường âm nhấn, đi tá hai đoạn âm, ma ni hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quê ba lô ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, quốc trường âm nhấn, chá tí hai âm, ba lô cha bành đi ta ma ni xá quê ba lô tí quốc cha tí. Con xin đọc lại câu này. Vô ba lô mình nhá tí bàn dần bàn đi tù qua bí tề ná sô ba lô cha bàn đi ta mà ni xa xa quê ba lô tí quốc cha tí. Vô ba lô mình nhá tí bàn dần bàn đi tù qua bí tề ná sô ba lô cha bàn đi ta mà ni xa quê ba lô tí quốc cha tí. Vô vô ba lô mình nhá tí bàn dần bàn đi tù qua bi tề ná sô ba lô cha bàn đi ta mà đi xa quê ba lô xa quê ba lô tí bút cha tí. Dạ con xin. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người tu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít ạ. Con mời vị kế tiếp.
Dạ, sa thủ, sa thủ. Kính cảm ơn chiếc lá mùa xuân. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Còn thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiên Hà Thiện Dữ và chị Mát Ta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Còn thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý ba, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính cô tu nữ phúc hạnh, cô tu nữ tệ duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cô tu nữ tuệ duyên, cô tu nữ phúc hạnh có trả bài không cô? Quý cô có trả bài không cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à? Quỳnh dặn Nhật Hà trả bài chưa? Dạ, còn vị nào chưa trả bài? Chánh Ngộ ơi, Chánh Ngộ có trả bài không Chánh Ngộ? Dạ, kính mời cô tu nữ phúc hạnh à. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu sau pháp cú số 63. Nãy con không có đọc bài, con không có nghe Ngài giảng bài đọc, con không biết chữ kia, chữ đó là chữ chữ ba văn hay là chữ ban văn à. Dạ con, cái chữ đó con hơi bị lúng cúng. Yo ba lo man nhá tí ban văn ban đi tô và biết tê ná sô ba lo chá ban ít ta mà ni xa về bà lô tí vút chá tí. Dạ con phân tích rồi. Vô ba lô là ba trường âm thông thường. Man là trường âm nhấn. Nhá tí là hai đoạn âm. Ban là trường âm nhấn. Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ban là trường âm nhấn. Đí là đoạn âm. Tô va là hai trường âm thông thường. Bí là đoạn âm. Tê là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Xô là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Ba lô là hai trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Ban là trường âm nhấn. Đí tá là hai đoạn âm. Ma ni là hai trường âm thông thường. Xá là đoạn âm. V ba lô là ba trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Vút là trường âm nhấn. Chá tí là hai đoạn âm. Yo ba lô man nhá tí ban văn ban đi tô wa bi tê ná sô ba lô chá ban đi tá ma ni sê sá va sá về ba lô tí vút chá tí. Vô ba lô man nhá tí ban văn ban đi tô và bí tê ná sô ba lô chá ban đi tá ma ni sá về ba lô tí vút chá tí. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng đáng gọi chí ngu. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Yo ba lo man nhà ti ba yang ban di to va bi te na so ba lo cha pan di ta man ni sa ve ba lo ti vu cha ti. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, con xin xuống mic. Con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được đọc câu pháp cú 63. Yo pa lo man nhati pan yang ban di to wa bi te na so
Ba lô cha bàn đi ta mà ni sa quê ba lô ti vuốt cha ti. Dạ con đọc lại. Vô ba lô mạnh nhá ti bàn dặn bàn đi tô qua bí tê ná sô. Ba lô cha bàn đi ta mà ni sa quê ba lô ti vuốt cha ti. Dạ con xin được phân tích là bốn câu liên tục. Vô ba lô là ba trường âm thông thường, mang trường âm nhấn, nhá tí là hai đoạn âm, ban là trường âm nhấn, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô qua là hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Và câu 3, câu 4. Ba lô là hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, ban trường âm nhấn, đí tá hai đoạn âm, ma ni là hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quê ba lô là ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, út trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ con đọc lại. Vô ba lô mang nhá tí bàn dân, bàn đi tê qua bí tê ná sô. Ba lô cha bàn đi ta ma ni, xá quê ba lô tí út chá tí. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Dạ, thưa con đã đọc xong mà con xin xuống hết. Con kính tri ân sư. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú số 63 ngày hôm nay ạ. Dạ. Yo ba lo man nyati ban yang bandito wa bite naso ba lo cha bandita mani sa we ba Alo tiwut balo manyati banjang bandito wabite naso balo cha banta mani sawe balo tiwut chati. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo ba lo là ba trường âm thông thường, man là trường âm nhấn, nhá tí là hai đoạn âm, ban là trường âm nhấn, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô qua là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Yo ba lo man nyati ban yang bandito wa pite naso. Và câu số 3 và câu số 4. Ba lô cha bành đi ta mà ni sa quê ba lô ti quất cha tí. Ba lô là hai trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Banh là trường âm nhấn. Đí, tá là hai đoạn âm. A, ni là hai trường âm thông thường. Xá là đoạn âm. Quê, ba, lô là ba trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Quất là trường âm nhấn. Chá tí là hai đoạn âm. Ba lô cha bành đi ta mà ni sa quê ba lô ti quất cha tí. Dạ con xin đọc lại ạ. Yo ba lô mạnh nhá tí bành dăng bành đi tô qua pi tê ná sô. Ba lô cha bành đi ta mà ni sa quê ba lô ti quất cha tí. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo ba lô man nhà ti ban dân ban đi tô qua bi tê na sô. Ba lô cha ban đi ta ma ni sa quê ba lô ti quân cha ti. Yo ba lô man nhà ti ban dân ban đi tô qua bi tê na sô. Ba lô cha ban đi tê ma ni sa quê ba lô ti quân cha ti.
Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa con. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Sa thú lành thay. Cảm ơn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Dạ bây giờ Tuệ Duyên xin đọc bài. Nhật Quỳnh post bài dùm Nhật Quỳnh. Alo, Nhật Quỳnh có nghe âm thanh của Tuệ Duyên không? Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Yo ba lo manyati panjang bandito wabite naso ba lo chapandita mani sawe ba lo tibuchati yo ba lo ba trường âm thông thường, man trường âm nhấn, nhá tí hai đoạn âm, pan trường âm nhấn, yang trường âm giọng nguyên âm. Ban trường âm nhấn, đi đoạn âm. Dạ xin sám hối, tự nhiên đọc cái con cái con bồ hông nó chui vô lỗ mũi. Dạ tự nhiên xin phân tích lại. Vô ba lô ba trường âm thông thường, man trường âm nhấn, nha tí hai đoạn âm, trường âm nhấn, văn trường âm giọng nguyên âm, ban trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô qua hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, sô trường âm thông thường, ba lô trường âm thông thường, chá đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí tá hai đoạn âm, ma ni hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quê ba lô ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Dạ cảm ơn Giang Nhật Thả. Giờ này mấy cái con gì á nó bay vô quá chừng luôn, nó bay nó chu vô. Vô ba lô manh nhá tí banh văn banh đi tô qua bít tê ná xô ba lô chắc bành đi tam ma ni sa quê ba lô thi út cha thi vô ba lô manh nhà tì bành văn bành đi tô qua đi tô ba lô chắc bành đi tam ma ni sa quê ba lô thì vuốt cha nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí, người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Phổ thơ họ thượng Thích Minh Châu. Dạ cảm ơn đạo ca, cảm ơn Nhật Quỳnh đã phát bài. Dạ bây giờ mời Nhật Quỳnh ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Cảm ơn thiên vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính thỉnh đại đức Tuệ Đức ạ. Lúc nãy con thấy có bàn tay của sư mà bây giờ con không thấy nữa, con cung thỉnh sư ạ. Dạ cảm ơn thành hoàng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ đại đức Tuệ Đức có chút máy không ạ? Lúc nãy con thấy bàn tay của sư đưa lên. Dạ con kính nhân mít đến sư, con cung thỉnh sư ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Thì con xin đọc bài Kinh Pháp Cú, câu số 63. Yo ba lo man nhát tích ba la yang, ban đít tô qua bít tê na sô, ba lo chấp bằng đít tâm mà ni, sa quê ba lo tiếu quốc chất tích. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu à. Dạ con xin kệ ạ. Yo ba lo man nhà ti ba yang ban đi to wa bi te na so ba lo cha pan di ta ma ni sa we ba lo ti wu cha ti. Yo ba lo man nhà ti ba yang ban đi to wa bi te na so ba lo cha pan di ta ma ni sa quê ba lô tí vụt chà tì. Yô ba lô manh nhà tí ba la yăng, băn đi tô qua bì tê na sô, ba lô chà bánh đi ta ma ni, sa quê ba lô tí vụt chà tì. Dạ, con xin hết ạ. Con xin nguồn mít lên cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú con thành kính tri ân đại đức đại đức. Dạ Nam Mô Bích Hai Giá. Dạ đại đức Pháp Trang có trước máy không bạch sư? Sư có trước máy không? Dạ cảm ơn chị Meta, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ đại đức Pháp Trang có trước máy không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ sư không có trước máy rồi. Dạ con xin được trả bài cả Pháp Quốc Kinh số 63. Yo ba lo man nhát ti ba la yang ban đi tổ qua vi tệ na sô ba lo chấp ban đi tâm ma ni sa quê ba lo ti bút cha ti. Yo ba lo man nhát ti ba la yang ban đi tổ qua vi tệ na sô ba lo chấp ban đi tâm ma ni sa quê ba lo ti bút cha ti. Dạ con xin mà hình kích một được bốn câu luôn ạ. Vô ba lô, ba trường âm thông thường, manh trường âm nhấn, nhá tí hai đoạn âm. Là mà trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh trường âm nhấn, bí đoạn âm, tô, qua hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, sô trường âm thông thường, ba lô hai trường âm thông thường. Và đạo tràng còn nghe được ông Quỳnh không? Sư không nghe rồi, quý vị còn nghe không? Alo, alo. Dạ, bạch sư. Dạ, dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con tri ân Ngài. Ngài ơi, con chỉ thấy cái nick của Ngài lên thôi, chứ không có thấy một cái chữ gì hết á, bạch Ngài. Máy của Ngài giống cái máy của con hồi trước rồi. Con mà đánh số 1 lên là không ai thấy luôn. Là ai vậy đó. Dạ, con xin phân tích lại câu 3 giải 4. Ba lô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí tá hai đoạn âm, ma ni hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quê trường âm, quê ba lô ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Vô ba lô manh nhát tí ba la yang ban đi tô qua bi tê na sô ba lô chấp ban đi tâm ma ni sa quê ba lô ti quất cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng đáng, thật xứng gọi chi ngu. Dạ kính thi ân sư, cảm ơn Kim Nhung. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Dạ con xin kể ạ. Vô ba lô manh nhà tỷ ba la yang ban đi tô qua bì tệ na sâu
cha ban đi ta ma ni sa quê ba lô tiểu cha ti dầu ba lô manh nhà ti ba dân ban đi tô qua bị tệ na sô ba lô cha ban đi ta ma ni sa quê ba lô thì buốt cha ti. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong rồi, con có sai chỗ nào con cũng thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Kính chào xin pháp nguồn Lào Cai dự vào đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ còn vị nào chưa ôn bài không thì kính mời bàn tay ạ. Dạ, kính mời bàn tay. Còn vị nào chưa ôn bài thì xin cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh nhường mic ạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri chư, tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con không thấy bàn tay của vị nào nữa bạch ngài. Dạ, mà con thấy đồng hồ con là 5 giờ 44 phút rồi. Dạ, xa thú con kính dân mic đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ đại đức Pháp Càng, kính lễ đại đức Phật Đức, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Sa tu sa tu. Câu Phật ngôn 63 này, chúng ta chú ý ha. Khi có một trường âm thông thường và một trường âm nhấn đi chung với nhau thì chúng ta chú ý đến cái trường âm nhấn nhiều hơn là trường âm thông thường ha. Ở đây câu đầu tiên, câu đầu tiên vô ba lô man nhá trị ban dân, chúng ta đọc là ban dân ha. Hãy chú ý về trường âm nhấn, còn trường âm thông thường thì chúng ta bỏ qua. Chú ý chữ này ha, ban dân, ban dân. Bây giờ chúng ta ôn lại rồi sẽ đi vào ý nghĩa của từ vựng. Quý vị nghe rõ ha. Alo, âm thanh nghe tốt ha. Nhưng mà hôm nay chữ đánh lên không được. Màn hình thì thấy đang thui cho nên phải chơi cái chữ trắng như thế này. Rồi chúng ta ôn lại rồi sẽ đi vào tiểu vấn. Vô ba lô manh nhát thi ban dân ban đi tô qua bi tê na sô ba lô chắc ban đi tam ma ni sa quê ba lô ti vô cha ti yo ba lo man nha ti ban yang ban di to wa bi te na so ba lo cha ban di ta ma ni sa we ba lo ti vo cha ti. Về cái giọng đọc thì đó là cái vấn đề cái đọc thứ nhất ha. Cái đọc thứ hai, yo ba lo nhã ti ban yang ban di to wa bi te na so ba lo cha ban di ta ma ni sa we ba lo ti vo cha ti yo ba lo man nhã ti ban yang ban di to wa bi te na so ba lo cha ban di ta ma ni sa we ba lo ti vo cha ti. Trong cái giọng kinh hay trường âm, đoạn âm thì chúng ta có hai cách đọc ha. Rồi bây giờ qua giọng kệ thì một câu tám tự chúng ta chia làm hai và cố gắng đọc một lần hai câu ha để nương nhau. Vô ba lô man nhà ti ban văn ban đi tô qua bi tê na sô ba lô cha ban đi ta ma ni sa we ba lô ti vun cha ti yo ba lô man
nhà ti ban văn ban đi tô qua bi tê na sô bà lô cha ban đi tam a ni sa quê ba lô ti vun cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vựng của câu Phật ngôn 63 ha. Câu đầu tiên: Vô ba lô manh nhát tí ban dân. Vô ba lô manh nhát tí ban dân. Vô ba lô manh nhát tí ban dân. Chỉ vô có nghĩa là người nào. Ba lô là kẻ ngu. Bởi vì đây những cái từ chúng ta đã từng học rồi ha, cho nên nhanh tí. Rồi có động từ manh nhát tí. Động từ này có nghĩa là biết được. Biết à, biết hay là biết được. Manh nhát tí, động từ số ít. Rồi chữ thứ tư ban văn. Ban văn do cái từ ban giá. Ban giá nó là một danh từ tính akrantanapumsakalinga. Và ban giá được chia theo đối cách số ít đối trị giáo vì phát trị e cao quá trình a. Cho nên ban giá nó biến thành ban văn. Ban văn là bản chất ngu dốt. Bản chất ngu dốt, hay là người ta còn gọi là ngu dốt bẩm sinh, chứ không phải là ngu dốt bền vững ha. Ngu dốt bẩm sinh. Rồi câu số 2: Bandito wa bite naso. Bandito wa bite naso. À, câu số 2 có 4 từ. Bandito là 1, Wabi là 2, Tena là 3, So là 4. Chữ Bandito do cái từ Bandita. Bandita là một danh từ nam tính Akaranta Pumlinga. Và Bandita ở đây được đứng làm chủ từ số ít Bathama Ekawachana Vipati. Cho nên Bandita biến thành Bandito. Bandito là người trí, kẻ trí. Chữ qua bi. Chữ qua bi ha, tức là chữ y quá cộng với áp y. Y quá cộng với áp y. Y quá là bi như hay là như vậy. Áp y có nghĩa là cũng. Hai cái từ này đi chung với nhau, qua bi có nghĩa là cũng như vậy, cũng thế, qua bi cũng thế. Rồi từ thứ ba, tena. Tena do đại từ trung tính tá. Và chữ tena này được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít có nghĩa là ta tì gia quỳ phá tí e có quá trình a. Cho nên chữ ta biến thành tê na. Tê na là do vậy, nhờ vậy, do điều đó. Do vậy, nhờ vậy, do điều đó. Tê na. Rồi xô, xô kẻ ấy, người ấy, đã từ xa và đứng làm chủ từ số ít, xô, người ấy, kẻ ấy. Vậy thì câu 1 và câu 2, câu 1 và câu 2 ha. Yo ba lo man nhati ban yang ban dito wa bite naso.
Người ngu nào biết được bản chất ngu dốt của mình, do vậy kẻ ấy cũng chính là người trí. Alo, xin lặp lại ha. Người ngu nào biết được bản chất ngu dốt của mình, do vậy kẻ ấy cũng chính là người trí. Mình ngu mà mình biết mình ngu thì đó chính là người trí ha. Chứ nhiều khi mình ngu rồi cái khóa lấp, cái che đậy cái ngu của mình, mà tỏ ra là thùng rỗng kêu to ha, nói lên cái ngu dốt của mình. Rồi câu số 3 ha. Ba lô chấp bành di tâm mà nì, ba lô chấp bành di tâm mà nì. Ba lô là kẻ ngu, chá là và. Rồi bành di tâm mà nì, bành di tá là một danh từ nam tính. A còn tá cùng linh ga, bành di tá là bậc trí ha. Rồi mani, mani do cái từ mana, mana nó là một danh từ nam tính. Akranta pumlinga, mana có nghĩa là ngã mạn, tự hào, kiêu hãnh. Nhưng mà ở đây mani nó là một danh tính từ nam tính. À, mani có nghĩa là tự hào. Bandita mani là kẻ trí tự hào ha. Hay là có sự tự hào là trí. Có sự tự hào là trí. Bandita mani. Và câu cuối cùng. Sao về ba lô ti bút chả ti. Sao về ba lô ti bút chả ti. Sa quê ba lô ti vô chà ti. Chữ sa do đại từ ta, nó là một đại từ nam tính. Và đây có nghĩa là người này. Sa là người này. Rồi chữ quê là đúng vậy, thật vậy. Đây là một bất biến từ. Chữ quê thật vậy, đúng vậy. Ba lô tí, ba lô kẻ ngu, rồi ý tí, ba lô tí như vậy kẻ ngu, ba lô tí như vậy kẻ ngu. Rồi động từ vô trà tí, động từ số ít này có nghĩa là được gọi là, được gọi là. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Ba lô chấp bành đi tá ma ni sa quê ba lô thi bút chá ti. Ba lô chấp bành đi tá ma ni sa quê ba lô thi bút chá ti. Còn kẻ ngu nào có sự tự hào là trí, chính kẻ ấy được gọi là ngu. Còn kẻ ngu nào có sự tự hào là trí, chính kẻ ấy được gọi là ngu. Vậy thì câu Phật ngôn 63. Yo ba lo man yati ban yang ban di to wa bi te na so ba lo cha ban di ta ma ni sa we ba lo thi bút cha ti. Người ngu nào biết được bản chất ngu dốt của mình, do vậy kẻ ấy cũng chính là người trí. Còn kẻ ngu nào có sự tự hào là trí, chính kẻ ấy được gọi là ngu. Xin lặp lại ha. Người ngu nào biết được bản chất ngu dốt của mình, do vậy kẻ ấy cũng chính là người trí. Còn kẻ ngu nào có sự tự hào là trí, chính kẻ ấy được gọi là ngu. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này.
Người ngu xin hãy biết mình, thà rằng như vậy thông minh mấy phần. Ngu si là tưởng trí nhân, với kẻ như vậy vạn lần trí ngu. Người ngu xin hãy biết mình, thà rằng như vậy thông minh mấy phần. Ngu si là tưởng trí nhân, với kẻ như vậy vạn phần chỉ ngu. Ngài Hòa Thượng Bình Châu, Ngài dịch theo Ngũ Ngôn: người ngu như vậy thành có trí, người ngu tưởng có trí thật xứng gọi chỉ ngu. Người ngu nghĩ mình ngu như vậy thành có trí, người ngu tưởng có trí thật xứng gọi chỉ ngu. Alo, trong phần từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối, thắc mắc đâu thì hỏi đó nghe. Chứ bây giờ nhiều khi đi qua rồi cái kéo lại cái chỗ này mất thời gian ha. Rồi, xin nhiều mình thắc mắc rồi, xin mời. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, còn kinh lệnh lễ Thầy Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kinh lễ với bà với cô tu nữ Nhật Quỳnh, kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bạch Ngài, con thắc mắc cái câu số 1 của Ngài. Dạ, vô bà lơ mạnh nhát tí bành bành dằng mà Ngài tại con nghe có một nơi đọc là ba lời dằn nên là con bắt trước con bắt trước nhưng mà Ngài đọc là bành dằn. Dạ, như Ngài thường dạy thì mình chú trọng từ âm nhấn, nhưng mà bữa nay con làm thử để coi Ngài dạy như thế nào. Dạ, dạ con cũng thỉnh Ngài chỉ dạy lại con tại sao mình phải đọc cái từ ngậm nhấn là ban mà mình không đọc là ba lời văn. Dạ, con kính nhân bích đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con ạ. Alo, 123 123, quý vị nghe rõ ha. Trong cái cách mà đọc về Bali thì chỉ có cái room này là rắc rối à. Mấy cái rung khác chỉ có trường âm và đoạn âm, dòng dài và dòng ngắn, rất là dễ. Và quý vị đọc cảm thấy tự do. Nhưng mà khi đến cái rung này thì trong cái trường âm lại chia làm 3 loại: trường âm thông thường, trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tại sao nó rắc rối như vậy? Có rắc rối, quý vị mới có sự chú ý. Khi quý vị chú ý thì thấy chỗ này chúng ta đọc giọng dài, nhưng mà nó thuộc về cái loại trường âm gì? Có một cái sự lưu tâm. Hôm nay có cố tình đọc như vậy hả? Cố tình đọc như vậy cho nên mới nhắc rõ lại cho quý vị rõ là cái chữ này nhiều vị đọc và thấy hơi không được tự tin. Chính không được tự tin như vậy thì chúng ta phải nhìn kỹ vào nó. Nó là một loại trường âm, nhưng mà nó đứng hàng hai giữa trường âm thông thường và trường âm nhấn. Vậy thì chúng ta hãy chú ý đến trường âm nhấn đi. Chú ý đến trường âm nhấn thì như vậy chúng ta có được một sự dứt khoát. Có được một sự dứt khoát. Còn mà chúng ta đọc ở chỗ này, đọc hàng hai thì chúng ta không tự tin và nghe không giống ai. Vô ba lô manh nhá tí ban dân. Chữ ban dân này do cái từ ban giá. Ban giá, bởi vì nó là một danh từ trung tính, Akaran Tanapum Sakalinga. Mà ban giá có nghĩa là bản chất của ngu dốt, hay là ngu dốt bẩm sinh. Vậy thì
khi mà nó chia qua đối cách đó, à, chia qua đối cách thì nó không còn là ban giá nữa mà gọi là ban dân, à, ban dân thì không phải riêng một cái từ này mà những cái từ khác chúng ta cũng từng học, thì trường âm thông thường và trường nhấn đi chung với nhau, thì chúng ta hãy chú trường âm nhấn một cách dứt khoát. À, chỗ này không có do dự gì hết đó. Chúng ta đọc ban dần, à, ban dần, vô ba lô manh nhá tế ban dần, à, chứ không có đọc người đọc mà ba rồi à, ban như vậy thì nó không được dứt khoát. Mà hai trường âm đi chung với nhau thì chúng ta chú trọng về trường âm nhấn đi, à, cho giọng đọc của chúng ta dứt khoát. Rồi như vậy thì thắc mắc là hỏi ha, và hỏi thì chúng ta không còn nghi ngờ, không còn vương vấn, để rồi chúng ta dứt khoát, à, và từ đó, à, chúng ta sau này gặp những cái trường âm thế này chúng ta cứ mạnh dạn ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề ý nghĩa, à, tức là duyên sự tại sao có Phật ngôn này mà nó ngu nó khôn rồi nghe kỳ cục quá ha, không sao hết, bởi vì trong cái thiện thì luôn luôn có cái ác, mà trong cái tốt mình có cái xấu. À, trong thời kỳ Đức Phật ngài ngự ở tại chùa Kỳ Viên á, alo quý vị còn nghe ha, à, mà người nữa chúng tôi đang thôi, à, không có đánh lên được chữ nào hết á, à, chỉ có copy rồi đưa lên thôi. Rồi khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì ngài đề cập đến một cái anh chàng bất thiện, một cái anh chàng mà theo cái đạo giáo khác mà người ta hay gọi là đạo, nhưng mà thêm chỉ trích ở phía sau nữa. Cái đạo này rất là tuyệt vời, bởi vì chỉ cần nghe lời của người cha mình dạy bảo là như một lần mà hành sự như vậy có thể sống được, à, coi như 3 năm ha. À, con ơi học lấy nghề cha, 1 giờ ăn trộm bằng 3 năm làm. Cái này là gọi là đạo chết nè. Mà tại sao Đức Phật đi nói xấu người ta, gọi đạo kệ người ta chứ. Nhưng mà đây có vấn đề, à, có vấn đề, à, đi nói xấu tôn giáo khác là một điều mà không hay, không tốt. Nhưng mà cái chuyện này xảy ra tại chùa Kỳ Viên, à, cho nên Đức Phật mới đề cập tới. Có 2 người bạn, à, thường chơi rất là thân với nhau, à, nhưng mà cái tư tưởng mỗi người mỗi khác. 2 người bạn này cũng rủ nhau đi đến chùa để nghe pháp. Một người thực tâm đến chùa để nghe pháp, còn một người khác không có sự tín tâm mà đến chùa để coi cái gì mà nó ngộ ngộ là giác, à, cái gì đẹp là cho. Mà cho nên cái tinh thần mà nhà Phật hay gọi là tinh thần giác ngộ được bóp méo, à, thấy ngộ ngộ là giác. Đó là anh chàng thứ hai. Còn anh chàng thứ nhất á, thấy cái gì ngộ ngộ là đem bỏ vào trong tâm của mình, à, với một tín tâm để rồi những cái hay, những cái đẹp, những cái thâm thúy của giáo pháp thấm nhuần vào nội tâm. Và anh chàng thứ nhất, à, chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoa, à, cũng là ngộ, nhưng mà một người ngộ bên trong, một người ngộ bên ngoài. À, anh chàng mà nghe pháp chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoa, còn anh chàng kia thì trong khi người ta chú tâm nghe pháp thì cái bàn tay nhắm vuốt anh này quơ qua quơ lại và chôn được một số tiền rất lớn của những người vô ý. À, tức là họ chú ý họ nghe pháp, họ không quan tâm tới gì hết đó. Thì anh này cứ đưa tay ra mà coi như bàn tay anh ta rất là nhám, đụng đâu thì nó dính đó. Anh chàng móc túi này,
ảnh khi mà ở gia đình ảnh thì ngày nào cũng ăn uống sung sướng là do cái tờ đồng tiền bạc chánh. Còn bạn của anh ta thì cửa nhà hơi bấn chặt. À, thấy như vậy thì một hôm anh chàng mà nhắm vú này, anh chàng đạo chức này mới nói với bạn mình: hai vợ chồng của anh là những người thông minh, trí tuệ, sao không làm cho ra tiền để mà ăn tiêu, chứ sống thiếu trước cuộc sau thế này thấy khổ quá. Người bạn là một vị thánh thiên văn, cho nên mới có sự thương xót. Ồ, với cái tâm bi, cái anh chàng này quá thật là ngu si mà tự hào cho mình là một bậc hiền trí. Bởi vì khi mà khoe khoang như vậy chứng tỏ cái ngu của mình nó lòi ra, mà lại tự hào kiêu hãnh vì cái vấn đề những cái đồng tiền bất chánh như vậy. Thì hai vợ chồng vị thánh sinh văn này cùng với quyến thuộc rồi rủ luôn cả cái anh hai vợ chồng mà anh chàng mà đạo chức đó đi đến chùa và đem cái vấn đề này trình lên với Đức Phật. Chính cái nguyên nhân này cho nên Đức Phật ngài mới thuyết pháp cho họ nghe. Ngài mới nói rằng ngu mà mình nghĩ mình khôn á, thật là ngu đặc, không còn biết cái gì hết á. Người ngu mà biết mình là kẻ ngu si thì cũng có thể gọi đó là người trí, không suy nghĩ, gọi là một cách lầm lạc. Ở đây cái câu vô ba lô manh nhã thiết ban dần, người nào ngu dốt kém trí tuệ tự mình có ý nghĩ rằng ta là kẻ ngu dốt. Người đó tuy ngu nhưng mà biết nhận thức đúng cái trạng thái ngu dốt của mình, nghĩa là do đó mà kẻ đó trở thành ra Bành Đi Tô, là một người hiền trí. Quả thật nhờ biết như vậy ta là kẻ ngu thì người ấy lăn la thân cận với những bậc đáng thân cận, những bậc hiền trí để tìm cách mở mang trí tuệ của mình. Nhờ cố gắng học hỏi, ghi nhớ những lời giáo huấn, hàng ngày ôn tập các cái điều đã học, về sau sẽ thành bậc hiền trí ngang hàng hoặc là cao hơn thầy của mình luôn. Đây là trong cái vấn đề ngã mạn ha, hơn thua bằng con người của mình, luôn luôn có một sự cạnh tranh, một cách mà coi như lành mạnh trên cái vấn đề trí tuệ. Còn người nào ngu mà cứ ý nghĩ rằng ta là người quán kiến đa văn, thứ pháp lưu loát nè, rành rẽ tạng luật nè, giữ hành đầu đà nè, không ai sánh bằng ta về giới, về trí, về định, vân vân. Vì tự cho mình là bậc hiền trí, cho nên không tìm lăng la thân cận với các bậc hiền trí nào khác, không chịu học thêm về kinh điển, chịu chỉ hoặc là minh sát, được cố chấp một cách ngu xuẩn. Thì chính Đức Phật cho rằng người ngu cái gì mà chị đây không biết nữa. Rồi khi mà Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn 63 này ha, câu Phật ngôn 63 thì thôi rồi, đây câu Phật ngôn 63: Yo ba lo man yati ban yang ban di to wa bi te na so ba lo cha ban di tam ma ni sa we ba lo ti vu cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xưng gọi trí ngu. Khi mà câu Phật ngôn này chấm dứt thì những quyến thuộc của các vị thánh tinh văn chứng đắc thánh quả tu đầu thì chúng ta thấy rằng đi nghe pháp hưởng được hương vị của giáo pháp, rồi đúng cái chuyện này nữa dẫn bà con quyến thuộc tới để nghe Đức Phật nói lên cái ngu và cái trí, cái ngu và người trí
và thông bằng nguyên thủ cũng hưởng được hương vị của giáo pháp. Thì qua vô sự có Phật ngôn 63, hằng ngày móc túi để xin nhai, nhà cửa trang hoàng chẳng kém ai, liếc mắt nhìn sang anh bạn khó, chê anh hữu trí lại vô tài, bậc trí thật cam chịu cảnh nghèo, ai giàu phi nghĩa chẳng đua theo, cùng nhau dắt dẫn trên đường chánh, là dốc núi dầu cao cũng cứ trèo. Như vậy thì nhân sự câu Phật ngôn 63 chúng tôi đã trình bày xong. Và để cho quý vị thấy rằng tinh thần giác ngộ của nhà Phật, thấy cái gì ngộ, ngộ là giác, đó là anh chàng đạo chích. Mà thấy ngộ ngộ giác bỏ vào bên trong, đó là tinh thần giác ngộ thật sự của nhà Phật. Giác ngộ cũng có hai ha, giác ngộ bên ngoài và giác ngộ bên trong của hai người bạn. Một người bạn chú tâm đến chùa do cái niềm tin hướng về giáo pháp, mà chăm chỉ chú ý quan tâm về giáo pháp, nghe những lời bậc đạo sư giảng dạy và chứng đắc thánh quả tu đạo, thì chính cái vị này đã giác ngộ cái sự thật ở bên trong khổ, nguyên nhân của khổ, sự an lạc và con đường đưa đến hết khổ. Vị này đã hướng được hương vị của giáo pháp, đã giác ngộ về tứ đế. Còn anh chàng kia ha, tứ đế không có chịu giác ngộ, mà giác cái gì? Ba si đế. Sự thật có bốn mà anh chàng này chỉ giác có ba. Bởi vậy suốt ngày cứ say xỉn ăn uống rồi phè phỡn rồi chê người bạn của mình. Thì quý vị thấy rằng cái giác ngộ mà bên ngoài thấy ngộ ngộ mà giác á, đôi khi mà giác không nổi là tha, thì cái đó là một cái trường hợp mà anh chàng đạo chích này đã bị Đức Phật chia trách. Rồi còn lại 16 phút nhường lại cho quý vị. Quý vị có ý kiến như thế nào về câu Phật ngôn 63 này? Mời quý vị. Alo, Pháp ngôn gì chứ, Pháp ngôn tạo, con kính kính yêu, con kính yêu. Rồi bây giờ quý vị coi như có ý kiến thế nào, chúng tôi trình bày để học hỏi lẫn nhau ha. Chứ sư canh đạo chức sau khi nghe câu 63 này có được gì không ạ? Có được cái gì không ạ? Được chứ, được cái mà người ta gọi là thùng rỗng kêu to. Chắc là đang ngu mà tưởng mình khôn thì làm được cái gì? Anh chàng này có một con đường gọi là nghĩa là vai mang này, rồi cái túi sách này, rồi nếu mà mang sách nhiều quá như vậy chuyện nặng phải đi xuống thôi. Anh chàng này đi xuống thì anh chàng này đi xuống thôi, tạo ác pháp phải đi xuống. Còn cái mặc dù nhà nghèo nhưng mà giàu về thánh sản, đã đạt được thánh sản tu đạo hoàn rồi, thì anh chàng kia đi lên, một anh chàng đi xuống. Rồi không sao không sao. Quý vị thắc mắc cứ có ý kiến bởi vì học thì chúng ta phải hỏi. Mà những cái thời kỳ của Đức Phật chỉ là cái kim chỉ nam để chúng ta hướng về đó, chứ không phải là nhìn theo cái ngón tay để thấy mặt trăng. Mà chúng ta hãy nhìn về mặt trăng, đừng có nhìn theo cái ngón tay ha. Chúng ta nhìn ngón tay chúng ta không mặt trăng, mà nhìn theo hướng của ngón tay thì chúng ta sẽ thấy mặt trăng. Câu Phật ngôn này là mặt trăng mà chúng ta nhìn vào câu Phật ngôn này để rút ra những bài học cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Có những người
mà họ khoe khoang khoác lác. Có những người tự cho mình là coi như bác học, những cái người học cao hiếu rộng, nhưng mà thật sự khi đụng chuyện là bỏ của chạy lấy người. Thì chúng ta hãy khẳng định 8 cái chi phần để biết đó là sự thật. Có 8 pháp để chúng ta kiểm nghiệm để biết đó là sự thật, chứ không phải là trên cái lời nói, mà chúng ta phải nhận chân sự thật qua hành động nữa. Vậy thì câu Phật ngôn này là một bài học để cho chúng ta thấy nói nhiều cũng nguy hiểm. Bởi vì khi mình nói nhiều hơn, tức là chứng tỏ là họ văn hoa bay bướm, nhưng mà thực chất ở trong đó không có gì hết, gọi là thùng rỗng kêu to, cưỡi ngựa xem hoa ha. Còn những người mà họ không nói, hành động của họ chứng minh cho cái việc này, cái hành động của họ chứng minh cho cái lời nói, thì những cái điều đó đáng quý hơn ha. Rồi bây giờ mời quý vị có thể đưa ra những cái thí dụ xác thực về câu Phật ngôn 63 ha. Rồi cô chủ nữ Từ Duyên không phân tích nghe mà đưa ra ví dụ thôi, thực tế nghe. Dạ, sa thú lành thầy. Kính chào ngài. Thì bây giờ là đưa ra thực tế. Đưa ra thực tế thì rất là khó. Vì nó khó mà nó cũng dễ mà cũng khó, chứ không phải là khó không. Nhưng mà nãy giờ con thấy ngài giảng duyên sự là cũng khang tiếng rồi, cho nên là kính thỉnh ngài dùng nước. Thì con xin chia sẻ. Thì trong thời Đức Phật có nhiều phẩm, rất là nhiều phẩm. Phẩm người ngu, rồi phẩm người trí. Rồi thì ở đời thì cũng có giống vậy, cũng có người ngu rồi cũng có người trí, chứ đâu có ai mà giống nhau được. Mỗi một người có cái quá khứ riêng. Cũng như là nãy giờ trong cái duyên sự thì ngài đã giảng rồi, và đã đạo tràng cũng nghe rõ rồi. Thì con xin có vài lời để chia sẻ ở trong cái phẩm ngu này. Trong cái thời Đức Phật á, thì ngài cũng có nói là đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Cái chữ mà samsara gọi là luân hồi dài. Thì nếu mà không biết á, giống như cái anh ăn trộm hai anh bạn đó. Tại sao mà một người thì lại đi nghe pháp mà chứng đắc đạo quả, còn người kia thì là cứ canh gì đây? Pháp Nguồn Lào Cai nói gì đây? Bài sư giảng rất hay và dễ hiểu. Dạ, sa thú. Thì đó, nếu mà khi một người mà muốn luân hồi dài thì cứ tạo những cái bất thiện, luôn luôn là cứ suy nghĩ của người ta, mà cứ suy nghĩ để đem về làm của cho mình, thì vậy thì làm sao mà không luân hồi dài? Tất cả đều do mình hết. Và có nhiều cái chuyện ở trong thời Đức Phật, thì chẳng hạn như hoàng hậu mà sợ sắc đẹp tàn phai, cũng đâu có dám đến mà nghe Đức Phật giảng dạy đâu. Cứ suốt ngày cứ chăm chút nhan sắc, đâu có nghĩ là mình già mình chết đâu.
cứ nghĩ là mình cứ đẹp mãi và mình không già, không bệnh, không chết. Mình khi mà một người mà suy nghĩ vậy là nếu mình hiểu thì không phải như vậy. Cái gì nó cũng sanh rồi, nó sanh ra thì nó sẽ diệt, và nó trẻ thì nó phải già, mà nó đẹp thì nó phải xấu. Tất cả đều nó có hai mặt của nó. Cho nên thì tự nhiên xin kính thỉnh ngài dùng nước, rồi còn mấy phút ngài quay trở lại. Thật ra nếu mà chia sẻ sâu và những nói những cái lời Đức Phật dạy thì không biết bao nhiêu cho nó đủ, rất là khó. Khi mà học giáo pháp của ngài, từng lời từng chữ, khi mà nếu mà học với diệu pháp còn khó giữ nữa. Cho nên á, mới phân ra những cái từ tục đế, những cái từ chân đế. Mình hiểu về mà những cái từ chân thật, chân đế, nó rất là gọn, ngắn gọn. Khó, rất khó. Còn nếu mà nói tục đế thì nói nhiều thứ, đủ thứ, gọi là đủ thứ mà rất là khó hiểu. Mình đi đến một cái vùng đó, ví dụ như mình đi đến một cái vùng đó, thì mình phải hiểu được những cái từ tục đế ở cái vùng đó, thì mình biết người ta nói sai, nhưng mà mình nói, người ta nói mình nói sai. Mình phải theo họ, rồi mình nói. Chẳng hạn như, tự nhiên chỉ thí dụ đơn giản, một trái thơm, trái khóm. Trái thơm thì lúc mà tự nhiên ở Bủ Đức á, gọi là trái thơm, mà về đây thì họ lại kêu là trái khóm. Vậy cũng được. Mình đi đến ngay chỗ cái tiệm tạp hóa của họ bán, mình nói trái khóm là họ nói không có phải, cái này mới trái khóm. Rồi mình cứ nói, vậy bán cho tôi trái đó. Chứ bây giờ mà mình cãi họ cũng không được. Nhưng mà nếu mà nói theo về chân đế thì phải nói theo pháp, thì nó mới đúng sự thật chân đế. Còn nếu mà nói tục đế thì phải nói là khó, rất khó. Con cũng sửa rất nhiều, không phải riêng những cái từ nói, gọi là nói nhảm nhí, nói Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ cô Tề Duyên nói chưa, không biết có xuống mít chưa, ngài lên cầm mít không nghe ngài nói gì hết, ngài rớt ra ngoài luôn rồi. Dạ cảm ơn đạo tràng cho nhục mình biết được tín hiệu. Dạ kính mong đạo tràng chờ trong giây lát. Dạ con cung thỉnh ngài, con thấy ngài trở lại rồi ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Sa thú xin nhập quần. Cô tu nữ Tuệ Duyên, đoạn đầu thì nghe rõ, nhưng mà sau thì coi như không có nghe được nữa, mới chạy ra ngoài. Rồi khi mà vào thì nghe xin nhập quần. Như vậy thì trên cái vấn đề âm thanh cũng hơi trục trặc ha.
À, quý vị thông cảm. À, thời gian bây giờ còn 4 phút. À, trở lại vấn đề trong câu Phật ngôn 63 này. Câu Phật ngôn 63 nó nằm trong cái phẩm Ba La Gia Tấn Ngu. À, thì trong cái phẩm ngu này á, qua cái câu chuyện hai người bạn chơi rất thân nhau nhưng mà cái lý tưởng, cái đường đi nó khác nhau. À, một người hưởng được thánh sản, một người thì hưởng được nhân sản. Mà hưởng được nhân sản là do mồ hôi nước mắt mà chôn chĩa, à, đi tìm mưu kế để mà để ăn trộm ăn cắp của người ta. Còn cái người kia, à, với cái duyên, à, tu tập hưởng được hương vị của giáo pháp trở thành một vị thánh. Thì cái mục đích ở đây, cái phẩm ngu nói lên cái gì? Nói lên cái vấn đề mình không nên khoe khoang khoác lác. À, mình ngu, mình biết mình ngu thì như vậy tương đối người ta còn thương và có cảm tình, và người mà biết được cái sai trái của mình để mà sửa thì đó là người trí. À, còn bây giờ mình là người trí đi nhưng mà mình cũng tự cao ngã mạn, cũng đưa cái từ ngã lên, xin lỗi, cái người có trí như vậy cũng biến thành kẻ ngu. À, ví dụ như cái câu chuyện của thế gian ha, một anh chàng đi đốt nhà người ta rồi, à, rồi hai ông bà, à, thấy nhà khói nổi lên như vậy cái chạy về để mà chữa cháy, thì anh chàng đi ngược đường á, à, mới thấy người ta đi về để chữa cháy nhà của mình nhưng mà lại chặn người ta lại mà nói rằng mừng cho anh chị tốt đôi, à, mừng cho anh chị tốt đôi, tức là hai người đi song song với nhau chạy về để mà chữa cháy cái nhà của mình, mà mình đốt nhà người ta rồi mà mình tự mình khai nữa, à, tức là mừng cho anh chị tốt đôi. Tốt đôi là gì? Tôi đốt. À, cái kiểu đó này bị ăn cái gì? Ăn đòn mà. Đó, ngu mà còn đi khoe nữa. Nó làm Giang Nhật Hà khoái hả? À, để Đức Phật Trang cũng khoái luôn hả? Thấy mình ngu, mình còn đưa cái dốt của mình lên để cho người ta chửi nữa, người ta đập nữa. Thì cái đó tôi thấy là quá ngu đi. Mình đốt nhà người ta mà tự mình khai nữa. À, cái này trong cái phẩm ngu này là một cái mà chúng ta phải nhìn lại chính mình để thấy rằng chỗ nào sai sót chúng ta sửa, à, chỗ nào mà chúng ta chưa thông chúng ta làm cho nó thông, tức là hãy nhìn lại chính mình. Như trong ân đức pháp bảo Epaphrodito, hãy nhìn lại chính mình để thấy rằng mình đúng hay là mình sai. Mình đúng nên duy trì phát huy, còn mình sai thì mình phải sửa sai. À, thì theo câu Phật, một bài học trong cuộc sống, à, mình phải biết mình là ai, cái vị trí của mình trong gia đình, mình là con hay là mình là cha. Mình làm cha tức là phải nhờ đứa con đó, có đứa con mình mới lên cha chứ. Nhưng mà đã lên làm cha rồi thì cái tư thế của người cha đối xử với người con như thế nào? À, tức là phải làm xong bổn phận của mình. Tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho tròn cái đạo làm người. Cái quan trọng là cái đạo làm người. Trong 38 điều hạnh phúc, cái đạo làm người được thể hiện. Mà chúng ta căn cứ vào trong 38 điều hạnh phúc đó thì chúng ta cũng đi từ từ, từ một cái ngu trở thành bậc trí. Mà từ một cái bậc trí đó, à, chúng ta có thể đạt được thánh sản khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. À, thì buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Và hôm nay là một cái bài học, một cái tấm gương để chúng ta áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh.
những người tu giới hạnh bố thí và trong thiền, xin quan lực vô biên, chư toàn giác độc giác và sinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ye te na sa cha va che na so thi vô hô tu sa ba đa. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nha. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ. Thank you.